Xin chào các em, chúng ta cùng tiếp tục đến với Unit 4 ASEAN in Việt Nam, tổ chức ASEAN và Việt Nam. Chúng ta sẽ đến với phần kỹ năng writing. A proposal for a welcome event. A proposal for a welcome event. Một cái lời đề xuất cho một sự kiện chào đón. 1. Read the following proposal and match the headings below with the paragraphs A to D. Hãy đọc những lời đề nghị sau và hãy nối các tiêu đề bên dưới với các đoạn văn A đến D. Ở đây chúng ta sẽ có title là tiêu đề. Vietnamese Traditional Game Festival. Lễ hội trò chơi truyền thống của Việt Nam. To head teacher of Hà Nội High School. Tới giáo viên chủ nhiệm của trường cấp 3 Hà Nội. Date the 10th of January, ngày 10 tháng 1. Và prepared by Youth Union. Chuẩn bị được gọi là được chuẩn bị bởi đoàn thanh niên. Đây chúng ta sẽ có phần A. Next month, a group of students from ASEAN countries will visit our school. We put out call for ideas for activities to welcome our guests. One of the best ideas is holding a Vietnamese Traditional Game Festival. Tháng tới, một nhóm học sinh từ các quốc gia châu Á sẽ thăm Việt Nam, thăm trường của chúng ta. Chúng ta sẽ có một cái cuộc sự kêu gọi khơi dậy các ý tưởng cho các cái hoạt động để chào đón các vị khách. Một trong số những ý tưởng tuyệt vời nhất đó là tổ chức một cái lễ hội trò chơi truyền thống Việt Nam. Vậy đây là phần introduction, giới thiệu. Phần B. The event will take place in the school stadium. It will start 9 a.m. and will last for 3 hours. The event will be hosted by grade 11 students who will make all the arrangements for the activities. This will include Vietnamese traditional games such as bamboo dancing, tug of war, and steel walking. Sự kiện này sẽ diễn ra ở cái sân vận động của trường. Nó sẽ bắt đầu lúc 9 giờ và kéo dài trong 3 giờ. Sự kiện này sẽ được tổ chức bởi các học sinh lớp 11, người sẽ có những cái sự chuẩn bị cho các hoạt động. Những cái này sẽ bao gồm những trò chơi truyền thống của Việt Nam như là nhà múa sạp này, kéo co hoặc là đi cà kheo. Vậy đây là cái chi tiết về sự kiện. Details about the event. Tiếp theo, the event will help our guests learn about our culture by watching and playing Vietnamese traditional games. Taking part in fun games is also the best way to break the ice, make friends, and create bonds with others. Sự kiện này sẽ giúp những vị khách học về văn hóa bằng cách xem, đúng không ạ, và chơi những cái trò chơi truyền thống của Việt Nam. Việc tham gia vào những trò chơi rất vui nhộn cũng là cách tốt nhất để phá tan sự ngại ngùng ban đầu, break the ice, kết bạn và tạo ra những sợi dây gắn kết với mọi người. Vậy đây chúng ta thấy đó là phần goals and benefits, mục tiêu và lợi ích. Và cuối cùng, we really hope you will consider this proposal as we think that it will be beneficial for to both local students and guests. Chúng tôi hy vọng là bạn sẽ cân nhắc cái lời đề nghị này bởi vì chúng tôi thực sự là hy vọng bạn sẽ cân nhắc cái lời đề nghị này bởi vì chúng tôi nghĩ là nó sẽ có lợi cho cả những học sinh và những cái vị khách địa phương, đúng không ạ? Và đây chúng ta thấy sẽ thấy ở đây đó là phần conclusion. Bây giờ A proposal for a welcome event. chúng ta có các cái mẹo như sau. Một cái lời gọi là đề xuất sẽ đưa ra chi tiết về một ý tưởng hoặc một dự án và thuyết phục độc giả ủng hộ nó bằng cách đưa ra các lý do tại sao đó là một cái tốt. Nó sẽ bao gồm nhan đề, giới thiệu tên của ý tưởng dự án, recipient, người nhận, đó là tên của những người mà bạn muốn ủng hộ hoặc là phê duyệt dự án. Ngày đưa ra, đúng là đưa ra ngày viết cái dự án đó, cái đề xuất đó. Người viết được chuẩn bị bởi ai, đúng không ạ? Introduction là bạn giới thiệu ngắn gọn. Details là đi vào chi tiết.
liên quan đến thời gian, địa điểm, các hoạt động. Goals and benefits, đưa ra các cái thông tin, mục tiêu, đưa ra lý do tại sao đó là một dự án tốt. Kết luận là thúc đẩy, đúng không ạ? Người người nhận tin cân nhắc và đồng ý cái đề xuất đó. 2. Working groups. You want to propose an ASEAN poster-making event to welcome a group of ASEAN students. Discuss and add more ideas to the following notes. Em lại nghe xong. Bây giờ chúng ta sẽ cần làm việc theo nhóm. Bạn muốn đề xuất một cái tấm poster ASEAN, đúng không ạ? Một cái sự kiện làm poster ASEAN để chào đón một nhóm các học sinh đến từ các quốc gia Đông Nam Á. Hãy thảo luận và thêm nhiều ý tưởng đối với các cái ghi chép nhanh sau. Tiêu đề ở đây là sự kiện làm poster, đúng không ạ? Nơi chốn thì chúng ta có thể tự thêm, đó là the school, hội trường của trường. Time, thời gian, 9 a.m. to 5 p.m. Sunday, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều chủ nhật. Participants, những người tham gia. Visiting agents, students and representative of some classes, thăm những cái học sinh của ASEAN và đại diện của một vài lớp. Activities, các hoạt động. Presentation and discussion on current issues in ASEAN, eating lunch together, making posters. Thuyết trình, thảo luận về các vấn đề hiện tại của ASEAN. Ăn trưa cùng nhau, làm các tấm poster. Goals, mục tiêu. To learn about each other's culture. Học về những nền văn hóa lẫn nhau. Và benefits. Helping young people from ASEAN meet and build the community. Giúp những người trẻ từ ASEAN gặp gỡ và xây dựng một cộng đồng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến phần cuối cùng. 3. Write a proposal 120 to 150 words about a welcome event. Use the suggested ideas in 2, the model in 1, and the outline below to help you. Hãy viết một cái bản kiến nghị đề xuất khoảng 120 đến 150 từ về một sự kiện chào đón, sử dụng những ý tưởng được gợi ý trong câu 2, mẫu ở bài 1 và cái dàn ý để giúp bạn. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ cũng đưa ra các ý tưởng nhé. ASEAN Poster Making Event, tiêu đề. To Hà Nội High School Youth Union Board, tới ban ban đúng ạ? Ban có đoàn ban đại diện đoàn thanh niên của trường cấp 3 Hà Nội. Date the 10th of January, ngày mùng 10 tháng 1. Prepare by grade 11 students, chuẩn bị bởi học sinh lớp 11. Introduction, giới thiệu. We would like to propose an ASEAN poster making event to welcome a group of students from ASEAN countries who are coming to visit our school on the 3rd of March. Chúng tôi muốn đề xuất một cái sự kiện làm tấm poster của châu Á, liên quan của Đông Nam Á, để chào đón các học sinh đến từ các quốc gia của Đông Nam Á, người sẽ đến thăm trường của chúng ta vào ngày mùng 3 tháng 3. Details about the event. Chi tiết về sự kiện. The event will take place in the school hall from 9 a.m. until 5 p.m. We will organize all the activities and invite all ASEAN students and representatives of some classes. In the morning, students will take part in training workshops on poster design, presentation, and discussion on current issues in ASEAN, and group brainstorming activities. We also arrange for packed lunch boxes to be delivered at 1 p.m. so participants can eat in the school hall. In the afternoon, the team will make their posters. Sự kiện này sẽ diễn ra ở hội trường từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúng tôi sẽ tổ chức tất cả các hoạt động và mời tất cả học sinh của Đông Nam Á và các đại diện của lớp học. Vào buổi sáng thì học sinh sẽ tham gia vào những cái hội thảo đào tạo của cách thiết kế những tấm poster, thuyết trình và thảo luận về những vấn đề hiện tại của Đông Nam Á và những cái hoạt động mà
Nảy ra sáng kiến theo nhóm. Chúng tôi cũng sẽ sắp xếp cho những cái khay đồ ăn trưa đóng sẵn và chuẩn bị trước 1 giờ chiều. Do vậy người tham gia có thể ăn ở trên hội trường. Và buổi chiều thì nhóm sẽ làm cái tấm poster của mình. Goals and benefits, mục tiêu và lợi ích. The event will help young people from Asian country meet and build community. Participants will also have a chance to learn about each other's culture. We believe that the event will help develop student ability to work with people from other countries and create shared values. Sự kiện này sẽ giúp những người trẻ từ các quốc gia Đông Nam Á gặp gỡ và xây dựng một cộng đồng. Những người tham gia cũng sẽ có cơ hội học về các văn hóa của nhau. Chúng tôi tin rằng sự kiện này sẽ giúp phát triển khả năng của học sinh để làm việc với mọi người từ các quốc gia khác nhau và tạo ra những giá trị chia sẻ. Conclusion, tóm lại. We really hope you will consider our proposal as we think that it will be beneficial to both local students and the visiting Asian students. Chúng tôi thực sự hy vọng bạn sẽ cân nhắc lời đề xuất của chúng tôi bởi vì chúng tôi nghĩ là nó sẽ có lợi cho cả học sinh trong nước cũng như là những học sinh đang thăm những học sinh Đông Nam Á đang ghé thăm. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong phần tiếp theo.